Quỳnh Phan Tuyết Quang xin gửi lời chào toàn thể các thợ đam mê săn bẫy chim đêm trên toàn cả nước. Và như các bác thấy đấy, em đang ngồi giữa một cái kho lưới của nhà em, thợ gia công xong một mẻ lưới siêu to khổng lồ để phục vụ tất cả anh em chúng ta đi săn bẫy chim đêm đây. Đến với em các bác yên tâm về chất lượng, về hàng hóa các bác nhá. Đối với em, hàng tất cả các loại em đều có, từ lưới tàu cho đến lưới Thái và lưới Nhật em Quỳnh đều có hết. Và như các bác có thể thấy không gian lưới của kho hàng nhà em rất chi là nhiều lưới các bác ạ. Về một cái lô lưới gọi là thợ làm cật lực luôn, trong vòng 2 ngày mà dồn được một khoảng lưới này, và hôm nay sẽ đóng đi gửi cho anh em 63 tỉnh thành trên cả nước. Và đầu tiên không thể thiếu được đó chính là dòng lưới ánh tím này, dòng lưới Thái này mang thương hiệu nhà em. Dòng lưới Thái mang thương hiệu nhà em các bác nhá. Đối với sản phẩm lưới Thái này, các bác có thể thấy đây, dòng lưới ánh tím này bảo hành cho anh em 100 mắt không xô tí nào luôn. Anh em chúng ta đi đánh chim đêm, đánh chim cúc biển này, đó, đánh chim sâm cầm này, đó, và đánh gà đều rất là ok. Các bác có thể quan sát về lưới này, không chạy mắt một tí nào luôn. Anh em nhìn tay của em này, và vừa nhuộm lưới xong nha mọi người, tay vẫn còn đen xì xì đây. Và hàng rất là nhiều, và thợ gia công được lô lưới rất là vui, phải lên đây khoe luôn cho mọi người biết mọi người ạ. Mọi người có nhu cầu sử dụng dòng lưới nào hãy qua shop ủng hộ cho em nha. Từ lưới tàu, lưới đánh rẽ run, lưới tàng hình, lưới Thái em Quỳnh đều có. Các bác có thể thấy đây, kho lưới rất là nhiều. Đó, và nhu cầu sử dụng của khách hàng cũng rất là đa dạng các bác ạ. Người thì thích chạy bằng chỉ cào này, người thì thích chạy giường cước đúc, và người thì thích chạy bằng giường cước xe. Nói chung là mỗi người một ý thích khác nhau. Bác nào mà đặt sản phẩm như thế nào cứ nhấc máy lên alo với em. Nhà em chuyên nhận gia công lưới theo nhu cầu của mọi người. Mọi người đặt thế nào em làm như vậy nha mọi người. Đấy mọi người có thể thấy đây, kho lưới của em rất chi là nhiều, mọi người yên tâm chưa ạ? Đến với em được mua hàng giá cả hợp lý, đúng giá, đúng hàng các bác nhá. Yên tâm là được kiểm tra hàng đúng như em quảng cáo, các bác vui vẻ thanh toán giúp em nha. Đấy, đây là một sản phẩm lưới chim đêm rất là nhiều. Đó, ngoài sản phẩm lưới, bên em cung cấp đầy đủ loa đài âm ly để phục vụ cho tất cả quý khách hàng. Bác nào mà đang cần sử dụng lưới chim đêm, hãy nhấc máy lên alo với em sẽ tư vấn nhiệt tình cho mọi người luôn mọi người nha. Cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn các bác những video lần tới nha mọi người.